Chào cả nhà nha. Hôm nay lại tới mùa lúa nè các bạn. Mùa này là mùa hè thu. Chứ đó là máy cắt đang cắt lúa đó bạn. Máy gặt cặp liên hợp. Hôm nay mình ra coi cắt lúa đi vừa theo đi máy coi cắt lúa vừa chụp chuột luôn các bạn ơi. Bắt chuột. Chuột đồng ăn ngon lắm các bạn. Thơm ngon lắm. Vừa làm chế biến được nhiều món ăn ngon tuyệt vời luôn. Chuột chiên, chuột nướng, ức chao nướng. Làm nói chung là nhiều món về từ chuột là ngon xíu dách luôn, nhức nách các bạn. À, mai cắt ra đang cắt đó. Đó. Mình đi theo máy cắt là chuột nó chạy ra mình chụp, một lát xong cắt xong rồi mình kiếm hang mình đào nữa. Cucuta. Nó gom nó ra ngoài đó. Cắt nó gom nó ra ngoài sau. Con ơi, nguyên bài chuột con ơi, thấy gọi hay không? Thấy gọi. Cái này đi trời. Lúc sáng, lúc rồi. Tụi con nguyên bày rồi. Nè, đây rồi, bắt đi. Qua mở nó sang. Nó lúa kìa. Tới à, tới à. Tụi con thấy gì? Mẹ đâu? Mẹ đi ăn chưa về. Trời quá mẹ ăn trời. Sắp gì nữa. Đó, một con. Chuột này ăn mềm lắm nè. Nó lú cà lú cà lú cà đó chạy ra cà hé này lú cà lú cà đó đó chụp hết kịp ơi chụp hết kịp ơi chị em ăn cùng mẹ nữa không ăn cùng mẹ chụp mẹ chụp hết kịp luôn rồi quá nó mẹ nữa đó mấy con này 2, 3, 4, 5, 6 con này dính cùng mẹ chưa nguyên bài luôn dính chưa dính chưa thẳng nội vô
Vô. Ô, chuột cho bá lửa. Chuột cho bá lửa các bạn ơi. Kìa lú ra nữa kìa. Ô, mọi người ơi, vô mọi người ơi. Vô rồi. Ê, chuột giòn mọi người ơi. Đó, đó, đó. Ê, giòn cái kìa, kìa, kìa. Đó, đó, đó. Đó, lú ra khắp trơn kìa. Đó. Hồi bài này mười mấy, cho mười mấy con luôn ơi. Đập lúa này là nhúng con mẻ một cái. Đó, còn nữa kìa. Thứ gì chịu nổi. Nhúng con mẻ một cái, thứ gì chịu nổi mọi người ơi. Nói còn kìa, con kìa. Con chạy ra ngoài kìa. Nãy mười mấy con mà con chạy ra ngoài trời. Nhúng con mẻ bắt chuối là thứ gì chịu nổi mọi người. Còn nữa kìa, còn nữa kìa. Còn lú lú ra nữa kìa. Lấy cái gọng qua bên đi, nào cho nó xong đi, nó lợi hoài. Được chưa, hết chưa, mình giờ mình rút quân vô, mình thả lao cái coi. Còn mấy con trống á. Còn mấy con trống á. Lấy, lấy con rồi, còn con lú lú ra mà nó chạy đâu rồi. Còn cái này. Nó kìa kìa. Đó, mười mấy con lăn bơi vài chục. Nguyên bầy luôn. Trời ơi, cái này lột nha. Ô, dính chuột à. Ô, chuột giá chà bá luôn trời. Ô, cái trứng giá nó nụp mấy cái đó nè. Ô, không ra quá mày. Đây, tôi để vô cổng. Chục con chưa? Ê, 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 ê. Trời ơi, chào ơi, dạ. Dưới đó đó, dưới đường gói đó. Làm vô cái đây nè. Dưới còn dưới được gói hay gì đó. Cho bên kia rồi. Dưới nào? Vậy, vậy, vậy. Sao không dám để vô? Dưới nào? Nó bắt được con chuột. Con chuột hụt đó. Mấy con rồi? 2, 4, mấy? Đó. Chục mười mấy con rồi, mười mấy con chuột với con ếch bự. Sao mấy giờ tao uống nước vậy? Sao? Chuột, chơi hả? Chuột nái hả? Dạng trái mà. Ừ, cũng bự quá. Nó bắt cho bắt chuột mà đeo khẩu trang luôn, ghê thiệt. Covid. Nó bắt chuột mà sợ Covid nữa. Được mấy con này. Ô, bồng bồng các bạn ơi. 2, quá chào bá luôn nè. 4 5 6 con chuột, con ếch bự chào bá luôn trời. Ô, con ếch này ngon dữ dằn luôn nè. Thôi con. Chào chụp mẹ, chụp vô đây chụp luôn. Nè ếch nè. Quá đã, ếch quá đã các bạn ơi. Đó, ếch dằn ính luôn nè. Kéo kéo chuột đi. 2 3 6 6 con chuột rồi. Xuống quay phim á. Nó đang quay đó trời. Nó quay đâu? Rồi đang đào hang ơi. Đó, quá trời cái hang này quá trời. Hứa hẹn sẽ chuột nhiều đây. Chấp. Vào dám chụp không vào? Con chuột bự lắm á.
Đó 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 đó. Vô mấy rồi. Đi rồi. Qua đây rồi, bên đây rồi nè. Qua bên đây nè. Rồi chúng ta nó chạy vô đó đó. Chớp. Đúng chưa? Rồi con chuột mà nó chạy dữ vậy? Con chuột mà nó chạy nhanh chơi vậy. Mất tiền chuột luôn. Không mất đâu. Chụp gì trời? Nó chụp cái gì vậy? Chụp gì trời? Quý quá. Chụp cái gì rồi chụp dính. Nó nói giống cho ta. Trời ơi, sao chụp cái nhà mấy cái không dính chân vậy? Chạy tới kia kìa. Dính rồi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Chụp cái này nè, thôi chuột gái bự chà bá luôn bạn ơi, quá hợp đã, quá đã, chuột quá mập luôn. Em thứ bảy kìa, con đó nó mút ra ngoài kìa, nó chui ra hơn nửa cái mình rồi kìa, kìa con nhỏ kìa, lộ cho nó lộ bự hay gì? Ngoài không bắt, con mẹ ngoài hốt vô gọng người bắt. Chó khôn nghe không? Ở ngoài không bắt vô. Đây. Chân tay chạy mẹ ra chụp. Con chiếc nào mà đổ má. Ô, quý mày chụp con. Đó, chụp dính một con. Trời ơi, ông nhanh quá. Ô, dính đâu rồi? Ô, chuột bự chào bá luôn. Chuột con bò nhúc nhích nè. Trời con hàng lại đi. Rồi, hết rồi. Ô, chuột con bò nhúc chắc nhất nè. Hết rồi. Con bò còn chưa hay bỏ đi. Con bự kìa. Ô, trời. Thấy lại. Thấy ăn không? Nè, ăn không? Có nước mắm. Bỏ vô nước mắm lượm. Ngay gộp. Ăn bỏ vô cái nước mắm mà bớt bứt. Đó rồi. Chuột chưa có mở mắt nữa. Hả? À. Chuột chưa trưởng thành. Chưa mở mắt nữa. Chưa có lông. Thả nó đi. Dập ra mấy cái đoạn ra. Kiếm rắn bạn ơi. Con nó làm bánh xe không? Đập nó chết mẹ luôn đi, nát con mặn luôn. Chuột nhỏ rồi. Chuột này ăn được rồi. Lúa này cũng vàng gọi hộp quá. Không làm trúng rồi, lúa này trúng rồi. Sắp hết pin nữa rồi. Thứ gì chịu nổi mọi người ơi. Ôi, gắn chuột ếch có hết trơn các bạn, món đặc sản không nha. Rồi, ướp chao nướng bạn ơi. Ướp chao nướng, ướp chao nướng. Rồi.